Rồi, xin chào các bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series sinh tồn trong phần chơi Big Up. Và hôm nay đó các bạn, thì cái chuồng khủng long của mình nè, mình cũng đã kéo xong được cái phần vách tường lên với lại trang trí ở phía bên ngoài rồi. Còn ở phía bên trong thì thiết kế lần này của mình đó bạn, mình sẽ làm một cái hồ nước ở ngay chính giữa nè. Mình sẽ nuôi những con cá sấu ở phía bên dưới các bạn. Hiện tại là mình chưa có bỏ nước vô trong này được, cho nên là mình tạm thời để con cá sấu nằm ở phía bên dưới thôi. Sau này có nước đó bạn, mình sẽ trang trí thêm cái phần cái hồ nước ha. Còn ở phía bên trên này thì mình làm một cái cây cầu đó, cây cầu, và mình để con rồng ở phía bên trên đó bạn. Sau này mình có thêm hai con rồng đó, mình sẽ để hai con hai bên là nó sẽ đẹp luôn các bạn đó, thiết kế lần này ha. Và rồng đó các bạn, thì trong thời gian giữa hai tập mình cũng đã đi luyện cấp cho em nó lên được cấp độ 100 rồi các bạn. Bây giờ thì em nó cực kỳ mạnh luôn á. Trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái em rồng của mình các bạn, mới bắt được ở tập trước á, để đem đi bắt cái con khủng long bạo chúa thử các bạn. Xem coi trong Big Up thì khủng long bạo chúa nó có mạnh giống như bên ARK không nha, cũng như là xem coi nó mạnh cỡ nào. Thì để bắt được khủng long bạo chúa á, thì mình cần phải chế tạo cho mình những cái loại đạn ngũ các bạn, thuộc dạng là bình thường á, chứ không phải là đạn ngũ ma thuật. Đạn ngũ bình thường á thì mình cần phải có thuốc ngũ. Thuốc ngũ á, thì mình thấy á, là nó được chế tạo ở trong cái cối này các bạn. Đài thuốc ngũ này ha, Necoberry với lại thịt thối. Ok, Necoberry thì ở ngoài con khủng long ba sừng của mình các bạn, làm cách đây cũng lâu rồi ha, không biết còn không nữa nè. Để mình kiểm tra là thử nha. Em rồi, ngồi trong đây vẫn còn các bạn. Em nó bảo quản cho mình rất là tốt luôn á. Mình sẽ lấy vô khoảng ba gần ba stack đi. Trồng có thịt thối hả? Thịt thối hay trong nhà của mình các bạn. Để thịt đó nó hư nhiều lắm. Trồng này nè. Đây, đó. Thịt thối và xương các kiểu ở trong này. Lấy cũng khoảng ba stack ra luôn để mình chế tạo luôn nha. Đây, bấm một phát luôn. 90 mấy bình luôn các bạn. Thiếu cái phần Necoberry ha. Thịt thối thì còn trong này nè. Nhưng mà Necoberry thì ít rồi. Nhưng mà 90 mấy bình thì chắc là cũng được rồi các bạn. Và trong lúc chờ đợi thì có thể chế tạo được trong này luôn không? Phải lấy ra các bạn. Cái bàn chế tạo này nó lạ lắm nha. Ví dụ như mình có cái phần thuốc này đúng không? Mình bỏ vô trong cái rương đó bạn. Ví dụ bỏ vô trong cái rương ở phía bên bên này nó bị full rồi ha. Ví dụ như mình bỏ ở phía bên đây á, thì nó cũng có thể chế tạo được cho mình luôn nè. Đó, trong người của mình không có thuốc nhũ đúng không? Mình vẫn có thể chế tạo được các bạn. Nó kiểu như nó liên kết vô trong cái rương á. Mình sẽ chế tạo cho mình 44 cái đi. Bây giờ thì mình sẽ có được 44 viên đạn. Và hôm nay thì mình sẽ thử nâng cấp cây súng của mình lên tiếp các bạn. Thì súng này của mình á, thì lần trước mình mới có enchant cho nó thêm cái phần độc thôi. Cho nên là mình sẽ thử cái modify này các bạn. Thử xem coi nha. Trong này có những nâng cấp các bạn. Đó, cần có copper cho nên là mình sẽ thử luôn. Ai lấy trong phần copper ra nha. Copper thì lấy một sắc nè. Đó. Nâng cấp thử cây súng luôn nha. Để phải bỏ vô trong cái phía bên đây các bạn, để nâng cấp cây súng của mình lên nha. Bỏ trong này rồi sau đó thì chọn lựa một trong những cái option ở phía bên dưới này nè. Không biết mấy cái này nó cộng cái gì cho mình ha. Nó không có cho mình biết trước là cái thông số nó cộng gì hết à. Chỉ có thể enchant vô thì nó cộng. Nó cộng độ chính xác với cộng đam vô các bạn. Còn cái dưới này thì giảm độ chính xác nhưng mà tăng thêm đam. Và cái súng hình như nó ngắn lại phải. Thấy hình như nó ngắn lại ha. Chắc là mình sẽ cho thêm đam đi. Còn ở phía bên dưới này thì còn có thêm gỗ nữa các bạn. Ok, gỗ thì dễ. Mình sẽ lấy một stack ra đi. Rồi, bỏ vô trong này để xài luôn nha. Rồi, quất qua bên phần modify luôn. Mình sẽ thử cái số 1 trước để các bạn xem coi nó cộng gì nha. Cái này thì cộng tính ổn định với lại cộng cái dưới này là cái phần nhiệt độ bạn. Nhiệt độ chắc là không ảnh hưởng nhiều đâu ha. Cái súng này thì nó bắn chậm lắm. Cho nên là nhiệt độ của cái súng chắc là không sợ, là chỉ sợ cái ổn định này thôi. Tính ổn định là tính ổn định chắc là độ giật đó bạn, độ giật mà nó bắn từng viên là sợ gì giật. Chắc là cũng không sợ, sợ lắm ha. Nó có thêm cái phần đuôi nữa nè các bạn. Mình có thể nhìn thấy thêm được phần đuôi ha. Còn cái này thì ủa sao nó giảm xuống vậy, nó giảm hết xuống luôn các bạn. Ấm một cái nó lại khác nữa. Ồ, giảm một trăm mấy luôn kìa. Hình như là bấm như vậy nó tăng lên nè. Bấm như vậy hình như là nó kiểu như nó cường quá đó các bạn, mà khác đi rồi nè. Kiểu như nó cường quá bạn, mỗi lần mình bấm vô hình như nó hên xui hay sao á. Và mình thấy vậy chắc là được rồi đó. Cộng tính ổn định rất là nhiều luôn các bạn. Còn ở phía bên dưới này thì một cái thì nó yêu cầu 5 copper, còn cái này thì chỉ có 3 copper thôi. Mình sẽ thử số 1 trước nha. Cộng thêm fire ray tầm xa đó bạn. Còn ở dưới này thì
cộng thêm nữa nè. Và nếu mà mình bấm thêm một lần nữa thì nó cộng thêm được nữa nè. Cộng thêm nữa nè. Lên 178 mà các bạn. Thêm một cái nữa. Rồi giá rồi, giảm xuống rồi. À, tăng lên nè, 178. 184. Lên nữa không? Rồi tuột xuống rồi. Kiểu như nó hên xui thôi các bạn. 182. Và copper thì tốn dữ lắm. Thôi cho nên là thôi các bạn. Vậy là cái này nó kiểu như là nó cường quá cây súng của mình lên á. Cường quá cây súng của mình lên và wow. Bây giờ nhìn cái súng của mình lấp lánh các bạn. Bây giờ ra phía bên ngoài để test thử phần đam luôn nha. Xem có con nào để test đam không. Có con heo các bạn. Đây đây, để mình lên phía bên trên. Mình sẽ trang bị cho nó viên đạn bình thường để mình test cái phần đam thôi. Rồi có đạn rồi, bắn một phát. Wow, bắt được 1.000 mấy đam cho cái con heo luôn các bạn. Bắn vô đích nó hư à. À, bắn vô đích nó thì được có 700 mấy thôi ha. Mình phải tìm mấy con 3.000 mấy đam các bạn. Ôi. ngon lành được ha. Bây giờ thì trang bị cái phần đạn này vô các bạn. Để bắt đầu lên đường đi tìm khủng long bạo chúa cùng với cái em rồng của mình thôi. Bữa giờ thì sử dụng mấy con này nhiều ha. Con này sử dụng ngon lắm các bạn. Còn con rồng này thì kiểu như là được chiến đấu các bạn. Vừa có thể đi săn bắn các bạn, rồi có thể đi chiến đấu nữa. Nhưng mà bù lại đó thì cái khả năng bay của nó nè, mình thấy á, là nó chậm hơn so với lại cái con quái vật cánh dơi. Còn cái cánh dơi á, nó bay nhanh ha, với lại mình có thể đứng trên vai của nó được. Còn con này á, thì nếu như mà mình cho nó follow mình đó các bạn, mình cũng có thể đứng lên trên cái đầu của nó được, nhưng mà hơi là nguy hiểm một chút so với con cánh dơi. Nhưng mà được cái là nó có thể vừa chiến đấu và vừa có thể đi săn và bắt nữa các bạn. Đây, ở phía bên đây nữa bạn, nó có một cái khu rừng mà kiểu như cái cây á, nó có lá màu đỏ với màu cam nè, màu vàng nè các bạn. Đó, phía bên đây thì mình chưa có đi khám phá cho nên là hôm nay đó mới qua phía bên đây thôi các bạn. Mình thấy có mỗi con này là cái con rồng đó bạn. Con rồng này là rồng tiên đây nè, nhìn nó giống như con rồng bướm này đó. Đó, nhìn đẹp ghê ha. Level của nó thì ui, có cả con Honey Dragon phía bên đây nữa nè. Honey Dragon là một trong những cái con mà trong Beast Odd đó bạn, nó có một cái kỹ năng, nó có một khả năng rất là đặc biệt luôn. Ví dụ như là biến đất trở thành những cái quặng khoáng sản đó bạn. Đất thì nhà của mình có nhiều lắm, cho nên chắc là một con luôn quá. Mới một phía đây thì thấy mấy con rồng tiên nhiều lắm. Con mấy con T-Rex bạo chúa đầu bên đây thì cũng có nữa bạn, nhưng mà chưa thấy nó spawn ra ha. Bên này có con Honey, chắc là mình sẽ quất con Honey trước đó. Honey Dragon thì nó ở phía bên trên này. Trên này mình sẽ xử nó luôn các bạn. Đại Honey Dragon thì chắc là phải sử dụng đạn ngũ bình thường rồi. Nó thuộc dạng cũng giống như con khủng long nè. Đây, con này là con Honey thôi ha. Nó không có phải là... Ui, chết rồi, chết chết chết. Quên để cho con rồng của mình ở chế độ không tấn công. Rồi, nó xém chết luôn ạ. À. Nó sắp chết luôn kìa. Rồi, nó chạy á, chạy. Cố gắng nã thêm một viên nữa nha. Con này thì turbo thấp lắm. Rồi luôn, nó chạy luôn rồi. Ui, có con Griffin nữa kìa bạn, Griffin nữa kìa. Và ôi bạo chúa nữa kìa. Ui, bạo chúa xuất hiện rồi các bạn. Đây rồi, con bạo chúa này thì level có 19 thôi ha. Thế là để mình ra lệnh cho con rồng của mình nó tấn công nha. Rồng của mình đánh mạnh lắm. Đó, 400 mấy gần 500 đam các bạn. Mình mà cưỡi đó các bạn là nó đánh khoảng tầm 800 đam luôn á. Mình không cưỡi nó thì nó hơi yếu hơn chút. Và ra lệnh cho nó tấn công đi. Con này thì level không được cao lắm, cho nên là xử nó luôn cũng được. Mình sẽ tìm được con nào đó level khoảng tầm 30 40 trở lên đó bạn. Mình sẽ bắt luôn ha. Rồi chết đó bạn. Trâu ghê ha, đúng là bạo chúa có khác. Rất là trâu luôn á. Honey thì con này thì ở level 49 cho nên mình mới qua mình thấy nó là mình ưng ý rồi các bạn, cho nên là mình bắn nó ngủ luôn nè. Con này thì chắc là thuộc dạng ăn thịt rồi. Còn phải có thịt cho nó mới được. Ok, cho con này nó unfollow cái đạp xuống nha. Con này thì chưa có thịt. Thịt hồi nãy thì đánh được cái con nha. Bạo chúa ở phía bên ngoài này nè. Trong này thì có mấy con Griffin ha. Bạo chúa phía bên ngoài này mà nó rớt cục thịt. À ở đây nè, có con rồng bướm kìa. Mình sẽ kêu con rồng này là rồng tiên đi các bạn, cho nó dễ nha. Với lại đẹp nữa. Đó, nó đánh một phát 800 đam các bạn. Con này mạnh lắm. Mình chỉ tăng cho nó mới có 300% đam thôi các bạn. Con này mình lên đam thêm cho nó nữa chắc là nó sẽ đánh 1.000 đam luôn. Đánh 1.000 đam là siêu mạnh luôn á. À, lấy được thịt đồi rồi. Con kia chắc là ăn thịt đồi rồi. Mình sẽ đem thịt đồi qua cho nó nha. Đây đây đây. Mình thì có con Griffin thì mình sẽ gọi nó là con điểu sư để trở dễ. Con điểu sư đó thì xem con level cao cao mình sẽ bắt luôn. Còn thịt đồi thì ở trên người con rồng của mình. Level 28. Level 28 chắc là làm thử một con quá. Để khoan đã, mình sẽ cho con này ăn trước cái đã.
đây à. Ở thằng tay mình, ô xong rồi nè. Rồi con này dễ nha. Và trong này các bạn, đây biến đất trở thành than nè, rồi biến đất sét các bạn trở thành cái quặng copper nè, còn trong này là iron các bạn, 12 cục đá sẽ trở thành những cái quặng sắt các bạn, để mình có thể nấu lên được luôn ha. Rồi con này thì khả năng chiến đấu của nó thì không có nhiều, cho nên là mình sẽ, với lại cũng cần phải có cái yên nữa các bạn, cho nên là mình sẽ biến nó trở thành block luôn nha. Đó, mới vào phía bên đây thôi mình đã thu hoạch được một em rồi nè. Ok. Ngon lành, chốt cho trong này luôn, chốt cho trong này luôn. Và bên đây thì ấy nha, con này level rồi, con rồng của mình chiến luôn rồi. Nó level có mười mấy hả bạn, mãn xung á, cho nên cho cái con rồng của mình nó chiến luôn. Còn phía bên kia thì em này level 18, có 800 mấy máu rồi ha, yếu à. Con này chắc là cưỡi để bay cho vui thôi. Ui, có cai cano nữa nè. Phía bên đây thì có những con khủng long bạo chúa nguy hiểm. Bên đây thì có cả cano Canosaurus, phía bên đây cũng có luôn nữa nè. Bởi con rồng của mình thì mỗi lần nó bay đi cái là tìm nó hơi mệt luôn á. Kìa, để mình cho nó follow mình nha. Mình sẽ đào cái này các bạn, để mình làm một cái cột lên phía bên trên nha. Chắc là mình phải để cái con rồng của mình đó bạn ở chế độ không chiến đấu, chứ bây giờ nó chiến đấu mấy con khủng long bay bay là nó bay tuốt ở phía bên trên luôn. Như vậy bất ổn quá, không được ha. Bây giờ thì ở đây mình mình làm lên phía bên trên đi, thay vì mình sẽ đi về để mình lấy cái con quái vật cánh dơi của mình thì mình sẽ kéo lên phía bên trên để mình cho nó follow mình nha. Rồi có con quỷ này thì level 28 thôi, phía bên kia thì có một con nữa nha, nhưng mà mình làm cách nào đó mình đưa cái con rồng xuống dưới cái đã. Đây nó xuống rồi, đây rồi. Ok, con này đi nó hơi phiền phức ha, được cái nó mạnh các bạn, nhưng mà nó hơi phiền phức như vậy nè. Tạo thành cây cột, cây cột chống trời rồi. Ok, hình quá các bạn. Lên được rồi, chắc là mình phải lúc nào cũng để nó follow mình quá. Rồi bây giờ thì đi vòng vòng các bạn, để mình quan sát thử xem coi con này level có 8 rồi hả, xử nó luôn, phun lửa cho nó một cái nha, phun lửa nè, đó, một hit 180 đam mà nó nhảy một nùi luôn. Rồi cắn một cái nè, 800 đam các bạn, chết liền. Phía đằng trước này thì có thêm một con nữa. Con này thì level thấp lắm, cho nên là tạp nó một phát. Phía bên đây thì mình thấy là một cái khu rừng, để coi mình ở đây ở đâu. Ồ, cách rất là xa nhà của mình luôn các bạn. Mình dịch chuyển qua cánh cửa, dịch chuyển cái đến một cái khu rừng ma thuật ở phía bên đây nè, cách nhà của mình rất là xa luôn. Ở đây thì có ma thuật nè, và phía đằng trước hình như là khu rừng bóng tối các bạn. Sẵn đây mình sẽ lướt lướt qua bên khu rừng bóng tối thử xem coi có con rồng nào nữa không nha. Con rồng của mình đang sở hữu các bạn là cái con nha, con rồng mà con rồng cái bạn mình bắt ở tập trước nè. Mình mà tìm được thêm mỗi con rồng đợt nữa các bạn, đó mình mà bắt về á là mình sẽ có hai con rồng, mình để hai bên ở trên cây cầu các bạn là đẹp luôn, với lại có thể cho nó đẻ trứng nữa, đẻ trứng là mình có thể ấp được trứng rồng luôn á. Cho nên là đi vòng vòng ở đây xem coi có spawn cho mình con rồng nào khác nữa không nha. Mình đang lang thang ở cái khu rừng bóng tối đó bạn, thì mình phát hiện ra ở phía đằng trước này nó có con rồng các bạn level 60 luôn nè, nhưng mà lại là con cái 11.000 máu các bạn, 12.000 turbo, trời ơi xịn hơn con rồng này của mình đó bạn. Con rồng này của mình thì mình bắt hình như ở level 40 mấy thôi à, 46 thì phải, nó thì level 60 mấy luôn, 60 phải không, level 60, 60 luôn các bạn. Xịn hơn con của mình á, nhưng mà con của mình bây giờ thì nó lên tới tận level 100 rồi, phải thì nó là con đực các bạn, mình sớm luôn nó rồi. Nhưng mà hơi tiếc một chút là nó chỉ là cái con cái thôi. Dưới này thì có một cái cánh cửa nữa nè, và mình đi nãy giờ sắp sửa quay trở về nhà nữa rồi. Cái khu này nó rộng ghê luôn các bạn, đi suốt ở phía bên kia qua tới phía bên đây luôn, có một cánh cửa nữa. Và qua phía bên đây thì quay trở lại với khu vực băng tuyết, một cây cột boss này nè. Phía bên kia thì vẫn còn nữa, cho nên mình có thể đi vô á. Nhưng mà trong tập ngày hôm nay mình sẽ tập trung vào cái chuyên môn là đi bắt con khủng long bạo chúa các bạn, với lại bắt thêm mỗi con Griffin nữa ha. Cho nên là sẽ quay trở lại đi, sẵn mình lướt lướt qua bên cái khu này thôi, nhưng mà nó chỉ có con rồng cái rồi ha. Hôm nay là sự kiện của mấy con rồng cái hay sao á, hồi nãy mình bắt được con này nè, con này không biết con đực hay con cái nữa, biến nó trở thành block rồi các bạn, mình không có xem được giới tính của nó nữa ha. Muốn xem giới tính của nó thì chắc là chỉ có thể bỏ nó ra phía bên ngoài thôi. Ở đây là con nãy nè, con cái nữa chứ, lên chơi nó luôn đi, đây lên đánh thử các bạn, đánh thử nha.
cùng cùng thuộc tính các bạn, cùng một loài các bạn, cho nên là phun lửa không có xuyên dây, chỉ có cắn bình thường thôi. Và nó cắn mình chỉ được có 16 đam thôi. Và mình hết stamina rồi. Ây da. Ui, mình bay nãy giờ các bạn. Bay lâu quá trên á, không có hạ cánh cho nên nó bị hết stamina. Tới lúc chiến đấu thì không còn stamina nữa. Thôi thì đứng ở dưới để chiến đấu thôi. Trời nó luôn. Con này 60 giết nó cũng ổn lắm các bạn. Nhưng mà cùng giới tính là cho nên mình không cần nữa. Tử nó luôn. Để lấy phần thịt cho nó thử coi. Con rồng ma này thì chỉ có Dark Magic nè, với lại cái phần Magic Core thôi. Ở phía bên trong thì mình thấy có con người sói nè. Mình sẽ chờ đợi cho cái con đại của mình nó hồi phục stamina lại cái đã. Mình sẽ vô mình chiến đấu với con người sói luôn. Ui, hai con luôn các bạn. Ok. Mình sẽ cố gắng tìm cho mình cái máu của nó các bạn, để làm vật phẩm nha. Hy vọng mình sẽ rớt nè. Rồi, người sói ở đây một chút thôi các bạn. Làm spawn lên liền. Xem coi. Có cái rương rồi. Có cái rương rồi. Mình sẽ xuống mình xem thử cái rương nha. Người sói hả? Xem thử cái rương có gì. Phun lửa một cái. Chưa phun lửa hồi lâu quá cho nên là chưa có phun được. Người sói đánh mình. Con rồng này bây giờ thì nó trâu ghê luôn các bạn. Mấy con này đánh không chuyên nha nó luôn á. Rồi, ui hai cái rương luôn các bạn. Đây thì có một cái nhưng mà rất là tiếc luôn á là không có cái phần máu của nó rồi. Bên đây thì có không? Không có luôn, toàn là xương thôi các bạn. Đây là cái xương của con nha. Cái con quái kia thôi. Vậy là xong. Hai con của bạn tỷ lệ rớt ra được cái phần máu của nó rất là hiếm luôn á. Ở tập trước thì mình đánh cái con đầu tiên các bạn. Ngay cái con đầu tiên là nó rớt cho mình luôn. Mình cần có thêm hai cái nữa mới được. Thôi, mình sẽ quay trở về với cái khu rừng màu cam nha. Trên đường đi về các bạn thì mình thấy có một cái cục thính nè, cho nên là mình sẽ hạ cánh xuống để mình làm cục thính, với lại uống thêm miếng nước. Khát nước quá rồi. Con nhân vật của mình nó đang bị khát nước, để mình uống nước cái nha. Rồi uống nước cái. Ô, lụm được cái phần rong biển hay cỏ biển gì nè. Và có thêm một cái yên nữa các bạn. Yên, ủa yên của con huyết phim nè. Ồ ngon. Lát nữa mình bắt con huyết phim vậy các bạn. Mình sẽ trang bị cho nó luôn ha. Còn trong này là công thức bột ma thuật và bình nước hả. Magic bottle bạn, để sử dụng cho phép thuật ha, chứ không phải là bình để uống nước. Đây là cái yên, còn cái công thức chế tạo hồi nãy mình lụm. Đây, để mình thử sử dụng thử nha. Nó sẽ cho mình chế tạo được cái phần cái bàn. Ok, sử dụng luôn. Bây giờ hãy tiếp tục lên đường. Thính này thì nó màu vàng vàng, để xem là có gì xịn không nha. Có yên cửi gì đi, hỏi mấy công chế tạo các bạn. Đây có yên cửi nè, Honey luôn. Wow, Honey, và con này là cái yên của con anh cá. Cá heo. Ok, có Honey luôn hả? Ờ, giờ lát nữa về hỏi là mới chế tạo yên cho con Honey nữa bạn. Lắp yên lên cho nó luôn là xong ha. Phía bên kia thì mình thấy có một cái vùng đất màu vàng. Vùng đất màu vàng thì có những cái quặng mà nãy mình mới liếc qua. Thì mình thấy nó có quặng sắt nè, đi chung với lại vàng. Và phía đằng xa thì có cái kim tử tháp. Kim tử tháp là một trong những cái công trình cổ đại ở trong Big Earth đó bạn. Trong đó thì có thể tìm thấy được những con boss rất là mạnh. Sau này các bạn, mình nâng cấp đồ của mình lên, lên với áo giáp steel các bạn, áo giáp thép á, mình sẽ vô trong đó để chiến đấu ha. Đó, spawn cho mình hai cái luôn. Ngoài ra nó ở phía bên đây, ghi nhớ nha, tuốt phía bên đây nè. Đó, sau này mình sẽ có một chuyến vô trong đó để phiêu lưu khám phá. Kim tự tháp là một trong những công trình rất là hấp dẫn các bạn, rất là huyền bí ở phía bên trong. Nhìn nó thấy gì thôi các bạn, nhưng mà nó còn phần ở phía bên dưới nữa. Mình cũng đã nghiên cứu sơ sơ về nó rồi. Nó có một con boss như con xác ướp vậy đó bạn. Máu của nó thì khoảng tầm trên 300.000 máu. Trời ơi, khủng khiếp lắm nha. Mấy con đại của mình có 10.000 máu à. Còn cái con tăng cơ của mình đó các bạn chỉ có 40.000 máu thôi. Trong khi con boss thì lại 300.000 máu. Mình đang đi tìm mấy con khủng long bạo chúa thì mình phát hiện ra ở đây nó có một con gì nhìn rất là cute nè các bạn. Con này á thì nhìn nó rất là giống mấy con cừu các bạn. Con lân á, đó thắt kìa nó kìa. Con đó tên là Nian đó bạn. Nhìn nó rất là con giống con cừu và con lân. Và ui, có con bọc chúa rồi nè. Nó mới vừa spawn ra luôn. Ở level có 28 thôi. Và nó kìa, ui nó chạy kìa, nó chạy kìa. Nhìn nó là cute luôn. Ui, bọc chúa tấn công nó rồi. Bây giờ làm sao đây? Bọc chúa tấn công nó rồi. Mình chỉ sợ nó bị chết thôi. Ồ, nó tấn công con bọc chúa luôn kìa. Đây, mình sẽ thử con bọc chúa trước nha. Để nó bị chết. Ổn lắm. Đây. Thử lý nó luôn. Nãy giờ mình đi cũng khá là xa một đoạn rồi đó bạn. Bên đây thì bắt đầu spawn ra mấy con bào chúa, nhưng mà chưa có phải level mình cần, cho nên là hạ nó luôn. Rồi con kia nó chết rồi các bạn. Nhìn nó giống như cái con cừu con lân các bạn. Đó. Con lân mà người ta hay múa ở ngoài đường các bạn khi mà lễ Tết rồi đó. Nhìn nó cute lắm. Mà nó chết mất rồi.
Kìa kìa, bên kia có một con nữa nè, đây nè. Để đây đây các bạn. Đây 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 nó nè. Phía bên dưới thì có thêm một con nữa. Ok. Còn phía bên trên này đang đánh với Honey Dragon luôn hả? Bây giờ làm sao đây? Bắn con Honey ngủ trước đi ha. Còn con này mình sẽ tính sau. Nhìn nó đẹp nè. Nhìn nó cute ghê. Rồi con Honey ngủ rồi. Con này thì không biết là bắn đạn bình thường hay là đạn gì đây. Để bắn thử một cái coi chết turbo của nó thử coi. Chết chưa, turbo nó không tăng. Turbo nó có ngàn mấy thôi à. Mà turbo nó không tăng, vậy là sử dụng đạn ma thuật rồi. Có khi nào mình bắn viên này nó chết luôn không á. Mình làm viên này chắc nó đi luôn quá. Kìa kìa kìa. Đó kìa. Ngủ một viên nó quay. Ui. Một viên là nó ngủ. Con này không biết có ăn thịt không đây. Để lấy thịt đùi cho nó nha. Thịt đùi trên em rồng bây giờ thì nhiều lắm. Đây, lấy một cục luôn cho em nó luôn các bạn. Nhìn nó cute quá cho nên là không ổn rồi, không ổn rồi, phải bắt giờ em về thôi. Được nè, tăng cái phần tem minh rồi các bạn. Ok, nhìn hình ảnh ở trong này nè. Đó, nhìn giống con lân nha. Nhìn nó giống con sư tử làm sao á. Đúng rồi. Ok, đẹp ghê ha, nhìn cute quá. Con này thì không biết có cần cái yên không đây. Niam đúng không? Để mình coi coi. Ở sống rồi nè, trời ơi. Bị bắt bộ chúa đó bạn. Bị bắt bộ chúa mà bây giờ đi loanh quanh nãy giờ chưa tìm thấy được con bộ chúa ưng ý. Niam trong này nè. Một công thức chế tạo luôn. Hình như nó cần có silver phải. Căng dữ nha. Thôi thì cứ bích up nó về để bạn. Để test thử xem có kỹ năng đặc biệt không nha. Còn yên cưỡi thì chưa có. Mắc nhiều quá, bây giờ mình chỉ sợ là cái con rồng của mình nè. Phần quay của nó kém lắm các bạn. Chỉ sợ nó bay về không nổi thôi. Chà chưa. Bắt đầu nặng rồi nè. Ngọc này chắc là bỏ tạm lại đó. Lần sau farm thêm nha. Rồi bây giờ thì bỏ lại đây bớt đi cho đỡ nặng. Thịt thì chắc là cũng bỏ lại đi. Giờ lại một stack cho nó ăn thôi. Đất đá đồ cái kiểu này chắc là dục luôn quá. Con này thì cất trong này luôn nha. Thôi. Mới bắt hai con thôi mà sắp sửa nặng rồi nè. Rồi mình sẽ liếc liếc vòng vòng đây nha. Trong này thì bây giờ chỉ có mấy con cano là nhiều à. Đỏ chúa thì nó spawn nó cũng ít nữa. Honey thì rất là nhiều luôn nè. Còn trên này thì cái con rồng tiên đồng tiền này có 500 mấy máu thôi. Và Ritvin ở phía bên dưới nhiều lắm. Level 1 hả? Bây giờ còn spawn ra cho mình level 1 nữa. Level 33 được nè các bạn. Ok, chơi con level 33 luôn nha. Đây đây đây. Hạ xuống các bạn. Mình sẽ để cho con này của mình làm tăng cơ luôn. Và con Ritvin này thì chắc là phải sử dụng đạn ma thuật rồi. Để mình chép cái phần turbo coi nó tăng lên không nha. Mình đang sử dụng đạn ma thuật. Ây da. Con này hả? Ôi da. Nhưng mà nó đánh mình không chi nhê. Con này nó đánh mình không chi nhê các bạn. Mình không dám sử dụng con kia để chiến đấu á chứ. Bắn cho nó một cái thử coi. Tăng turbo. Ui sắp sửa ngủ rồi, bỏ chạy kìa. Thì một viên nữa nha. Rồi ngủ rồi ngủ rồi. Còn mấy con này thì biết tay mình. Đây. Bây giờ đã đến lúc rồi. Quay trở lại để thử nó hết luôn. Level 21 nè, level 1 nè. Phun lửa một cái nè. Ra đi hết liền. Nãy giờ mình nhịn nó các bạn. Nhịn cái nó làm tới luôn. Phía bên đây nữa nè. Để diệt trừ mầm móng nguy hiểm á thì mình sẽ xử nó luôn. Con kia là 14 hả? Con này đi ăn các bạn. Nhìn nó giống con lân con cừu sao á. Rồi bây giờ thì lấy thịt đùi cho con này nó ăn luôn. Con này mình nghĩ chắc là giống điểu sư cho nên là nó sẽ ăn phần thịt đùi thôi. Nãy giờ chưa có con bảo chúa nào ưng ý hết các bạn. Mà nó toàn spawn mấy con này nè. Mình mà bích up cái con này lên một cái chắc là nặng luôn quá. Bây giờ bích up nó lên sẽ nặng nha. Và tem minh cũng bắt đầu hoạt động rồi nè. Hồi nãy mình có loot được cái yên Ritvin nè. Ok, trang bị cho nó cái yên. Chắc là mình sẽ cho nó follow mình cũng được. Máu của nó thì ít quá, mình sợ nó follow mình nó chịu không nổi chứ. Nhưng mà chắc không sao đâu ha. Chờ để cho nó tỉnh lại luôn. Xong rồi nè, trời ơi. Và trang bị cho nó cái yên lên luôn. Đó, ngon lành luôn các bạn. Gửi thử coi. Thử luôn các bạn, sẵn ở đây mình thử luôn nha. Thử nó luôn đi. Con này bay cũng không được nhanh lắm đâu. Và chiến đấu thử rồi. Uầy. Ồ mà nhìn nó đánh mạnh ra các bạn. Chưa có tăng đam gì hết đó bạn. Mới bắt thôi đó. Là nó đã mạnh vậy đó. Và lên. Ủa lên nhiều cấp độ vậy. Con này lên cấp nhanh quá ha. Đánh một tero luôn nha. Đó. Lên 400 mấy gần 500 đam nữa bạn. Ồ tính ra con này mạnh cái ha. Chuột phải của nó à. Chiêu này chiêu gấp nè. Còn chỉ C thì không có gì hết. Chỉ có chiêu chuột phải để gấp thôi. Mình sẽ thử cái con nhỏ nhỏ như thế này thử là gấp được. Con này chắc là thuộc dạng bự rồi các bạn. Nhìn nó vậy thôi chứ nó là con cano đó. Không dễ gấp nữa đâu.
Con này chỉ có thể gấp được mấy con nhỏ nhỏ. Lát nữa mình sẽ về để mình thử gấp nó với lại mấy con nhỏ nhỏ ở gần nhà của mình đó bạn. Để mình gấp ha. Còn bây giờ thì cứ cho nó follow thôi. Mình sẽ đi tìm con bạo chúa nào đó level cao cao cái đã. Mình đây thì có thêm level 10. Level 10 thì tấn công luôn. Mình để con kia ở chế độ không tấn công gì hết đi, để nó bay lung tung lắm. Rồi, bây giờ thì tiếp tục lên đường hả bạn. Tìm con bạo chúa, mình bắt được nó, mình hút là mình sẽ đi về liền luôn. Nãy giờ thì đi lanh quanh ở đây các bạn cũng rất là lâu rồi nè. Đó, đi tuốt ở phía bên dưới luôn, sắp sửa đi vô trong trung tâm của bản đồ luôn rồi. Nhưng mà trung tâm của bản đồ như là cái khu vực rừng ma thuật thôi. Rừng ma thuật thì không phải cái mà mình cần tìm. Và nãy giờ đi thì từ buổi sáng các bạn, buổi tối rồi sao bây giờ thì tiếp tục lại buổi tối nữa rồi. Ui con bạo chúa các bạn, đây rồi. Con bạo chúa này thì level 67 các bạn. Trời, nãy giờ mình đi từ buổi tối sang buổi sáng luôn rồi thì mới phát hiện là con này nè 60 à 67 các bạn. 67 ở đây thì bên kế bên này thì có một cái vực ha, còn trên này thì có cái ngọn núi. Chắc là mình sẽ tìm cách để mình khịa nó cái đã các bạn, khịa nó cho nó rớt xuống dưới cái khe núi dưới này bên đây nè. Đó, bắn trong nó một cái nha. Mình sẽ bay từ từ thôi các bạn để cho nó đi theo mình nha, nó không có bị mất dấu. Và kế bên, ủa bên đây thì có thêm hai cái kim tự tháp nữa nè. Và nó thì rớt xuống dưới rồi các bạn. Không biết phải cái kim tự tháp hồi nãy không nha. Bây giờ thì đẩy mấy con này ở chế độ không tấn công gì hết nha. Phía bên kia thì có con Griffin level 40, 40 luôn kìa. Rồi lỡ bắt con này rồi, cho nên là thôi. Còn con dưới này hả? Nó núp ở dưới hơi khó bắn. Và bây giờ thì tuyết rơi luôn rồi nè. Mình đây tuyết rơi luôn rồi. Bắn một cái nha. Đó, 400 mấy đam lên các bạn. Hồi nãy đi thời tiết bình thường, bây giờ thì tuyết rơi luôn. Quá dữ. Mình cũng lên cấp rồi nè. Nãy giờ đi đánh mấy con xung quanh bạn, đánh những mấy con Riffin đồ nè, rồi mấy con Cano đồ các bạn, mình cũng đã được lên cấp. Và nó thì đi loạn ở dưới này lắm. Biến đưa cái đầu lên nè để mình hai đạn cái mình cộng điểm nha, chứ nó đang hai đạn các bạn, cộng điểm là nó sẽ hai đạn lại từ đầu, cho nên cộng máu lên, thêm máu lên nữa đi. Rồi ăn vô nhá. Ủa nó bỏ chạy rồi à, nó bị vướng rồi, nó bị vướng rồi. Đây rồi, cơ hội của mình đây rồi. Ngon luôn các bạn. Nó dướng ở trong đó là nó sẽ không chạy được. Nó không chạy được là mình sẽ xem nó dễ hơn. Để mình xem coi cái turbo của nó bao nhiêu rồi nhá. 7.000 mấy rồi các bạn. Máu của nó 13.000. Trời ơi, ngon ngon ngon. Được nha, con này chắc là trâu lắm. Phía bên kia đang chiến đấu với con Tero. Cái súng của mình bây giờ lấp lánh ghê các bạn, đẹp ghê ha. Như giống kiểu như có đèn led vậy đó. Thì súng có đèn luôn, có ghê. Một hit thì được 400 mấy đam thôi. Nhưng mà turbo của nó thì nãy giờ quên để ý xem coi một viên đạn ngũ bình thường này các bạn thì nó sẽ lên được bao nhiêu ha. Để coi coi 12.900 rồi các bạn. Để bắn thêm một cái nữa nha. Thử xem coi 12.900 lên được 13.900. À cũng là 1.000 turbo hết bạn. 1.000 turbo giống giống với lại cái viên đạn ma thuật thôi. Và nó sắp ngủ rồi, nó chạy ngược trở ra luôn kìa. Nó thấy có vẻ như là không ổn cho nên nó chạy ngược trở ra luôn. Rồi một vài viên nữa thôi chắc là xong. Ngủ nè. Vẫn chưa nữa hả? Lại tiếp tục bị dính lại nữa rồi. Chăm vô ngay đầu nha. Ngủ, ok, ngon lành luôn bạn. Rồi bây giờ thì đưa em rồng của mình đi xuống phía bên dưới thôi. Phía bên dưới bây giờ thì chắc là an toàn rồi đó. Ok, hạ cánh xuống dưới này luôn nha. Con Tenro chắc là không có tự nhiên tấn công mình đâu ha. Phải không vậy? Sao thấy nó hổ ba? Ui cái cây gì á? À, cái cây trên này, cái cây này bắn nè. Cây này bắn làm chậm mình luôn nè. Được hạt giống của nó hay gì đó các bạn, đem về để trồng luôn sau này để bảo vệ nhà của mình. Ôi, có thêm một con bảo chúa nữa hả? À, con này cấp độ có 25 thôi các bạn. Tử luôn nha. Con kia con đực, con này con cái nè. Nhưng mà level có 25 thôi. Thôi thì để dành tiền con level cao cao mình bắt nó luôn cho đỡ tốn đạn các bạn. Đem về sau này nhân giống mấy con bảo chúa cũng được. Nhưng mà chỉ có level 25 thôi. Bên đây bây giờ tuyết rơi. Nó lạnh quá vậy. Máu của mình đang bị tuột xuống hay sao á. Rồi nãy giờ mới để ý nha. Chém sắp chết rồi nè. Cho nên là nhanh nhanh cái tay lên cho nó ăn cái đã. Lạnh quá bị mất máu luôn. Con này thì có hạch đùi nè. Lấy ra luôn để cho cái con bạo chúa này nó ăn nha. Rồi bỏ ở trong mày luôn. Cho nó ăn. Cho mày luôn. Ây da, lạnh quá. Vui dưới này thử là đỡ lạnh hơn không. Dưới này vẫn lạnh nè. Chết chưa, có khi nào mình chết không ta? Cái cam vai mình chế tạo được cái cam không? Cái cam hiếu gỗ với lại clean
Bò lên thì dưới này cũng hơi khó luôn á chứ. Bò luôn. Chắc là mình phải thoát ra vô lại cho nó hết cái thời tiết quá à. Rồi để mình thoát ra vô lại thử cái nha. Rồi mình mới vừa thoát ra vô lại các bạn. Thời tiết ở trong cái game này thì nó rất là lạ luôn á. Chỉ cần thoát ra vô lại nó được reset lại hết rồi nè. Hên quá không chết. Sử dụng thủ thuật để cứu sống. Ở đây thì không có cái phần có gỗ thì có ha, nhưng mà Flint không có. Mình tính làm cái campfire á để chống cự với thiên nhiên nhưng mà không được, cho nên đành phải thoát ra vô lại thôi. Chuyện này thì nó ăn chắc là hết rồi. Vẫn còn cục ở trong này nè, bỏ thêm vô cho em nó ăn thêm. Và xong rồi nè. Ok, ngon lành luôn. Con này thì bây giờ thì chưa có yên cửa cho nó, với lại để đem nó về cho nó thuận tiện á, đem về căn cứ của mình á thì cho nó biến thành block luôn. Rồi, còn con kia thì để follow. Mình sẽ đi qua cái cánh cửa để mình quay trở về thôi các bạn. Trên đường về nếu mà thấy cái con bạo chúa nào đó level cao cao nữa mình sẽ tóm thêm một con nữa. Nhưng mà bây giờ tóm thêm con nữa là bay về không nổi á. Cho nên thôi, là một lèo bay thẳng về nhà luôn nha. Mình sẽ thử xem coi cánh cửa này đưa mình tới đâu đây. Xem có gần nhà mình không nha. Cánh cửa này thì đi xa hơn nữa các bạn. Không được, không được. Không được, cho nên là phải lội bộ về thôi. cà lết luôn rồi. À đúng rồi, mình sẽ cho cái con listing của mình nó giữ bớt đồ. Đây đây, mình sẽ để một bớt một mớ đồ trên cái con này cho nó đỡ nặng nha. Rồi nhẹ người lên các bạn. Ở con Tony này thì cùi bắp lắm, cho nên là thôi đi, tha cho nó đi. Rồi bây giờ thì nhẹ người lên các bạn, bay ngon lành liền ha. Rồi mình sẽ bay về cái hướng phía bên đây nè. Đó. Hướng nhà của mình nãy giờ đi cũng xa lắm rồi. Rồng chiến thần của mình nè. Hồi nãy tìm được một con nữa các bạn. Con level 60 nhưng mà rất là tiếc là nó cùng giới tính, chứ không là mình bắt con nó luôn rồi. Đem về là đủ một cặp đôi bạn, để được trong cái căn cứ này của mình. Hai con rồng bạn, hai con rồng nằm ở chính giữa cái trung tâm này của mình các bạn, là đẹp liền. Nhìn xa xa nè, à, nhìn nó phía trên xuống à. Ui, nhìn đã ha, đẹp ghê á. Ngon lành. Hạ cánh xuống luôn. Mình sẽ để nó ngay chính giữa bạn. Mỗi lần hạ con rồng này để ở đây thì nó cũng khó nữa, phải xây đầu các kiểu á, căng lắm. Đây, cho nó ngay chính giữa bạn. Sau này có hai con bạn, mình sẽ để một bên một con ha. Ok, bây giờ thì cưỡi con này đi ra phía bên ngoài thôi. Mình sẽ để nó ở phía bên ngoài này. Mình sẽ chế tạo cho mình cái yên của con T-Rex. Yên của con Rex thì công thức hình như mình chưa có học. À, trong này thì thấy các bạn à, còn có 22 cái copper. Trời ơi, tốn copper ghê ha. Rồi con Annie nữa. Annie hồi nãy thì mình học công thức rồi. Nian các bạn, Nian thì cần có silver nè. Nian trước nha. Rồi Tony nữa. Tony thì chưa học. Tony thì đây Tony nè các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ quăng cái con T-Rex ở phía bên ngoài trước nha. Đây rồi, ngon lành luôn các bạn. Rồi hai con này cũng sẽ được ra phía bên ngoài luôn nha. Còn Tony Dragon này mình bắt về với cái mục đích của mình á, là sử dụng nó cho mục đích để chế tạo các bạn. Để cho mục đích chế tạo thôi chứ không phải là chiến đấu. Ủa, cái này trang bị cho nó không được. Cái này của con Tony gì khác nữa rồi các bạn, không phải là nó rồi. Vậy là cái yên Honey ở trong này nó khác rồi. Đây đây đây, Honey này mới đúng nè các bạn. Honey này cần có gỗ ăn. Ok, vô trong để lấy gỗ luôn. Gỗ thì bỏ ở phía bên bên này nè. Này, cái yên này cứ tưởng là yên của Honey nhưng mà không phải. Rồi bỏ ở phía bên ngoài luôn nha. Đây, trang bị cho nó cái yên vô luôn các bạn. Đó, yên này mới đúng nè, yên này không phải. Thì lấy lại thôi. Con này thì thử sử dụng kỹ năng của nó thử đây. Chuột phải thì phóng gai á, phóng gai không biết có tăng turbo không đây, để thử coi. Chỉ phóng gai nó spam chậm lắm các bạn ơi, không có spam được. Chờ nó cooldown rất là lâu và nó cắn thì cũng mạnh ghê ha. Cái chiêu gai của nó hồi lâu quá à. Để mình phóng thử con bọ cạp thử nha, test sơ sơ thôi. Wow. Phóng thì có tăng turbo không? Có tăng turbo đó bạn. Có tăng phần turbo á, nhưng mà nó phóng chậm lắm cho nên là không có sử dụng nó đi tem hú được đâu. Cho nên là thôi, cắn bình thường để tự nó luyện cấp luôn nha. Mình đang bị đói nữa hả, ăn dần cái quên nữa, sắp sửa đói nè. Rồi đánh sơn sơn vậy thôi các bạn. Và con này thì mới bắt lên cấp cũng nhanh lắm. Cộng máu cho nó với lại đam cho nó. Con này chắc là lên quay một chút. Con này chắc là mình sẽ chỉ để nó ở nhà hả bạn, để sử dụng cho mục đích chế tạo. Mình sẽ thử nha. Mình bây giờ mình sẽ vô nhà mình lấy đất ra đi.
đất sét thì mình sử dụng để mình xây dựng, mình trang trí cái chuồng khủng long của mình hết rồi các bạn. Bây giờ thì không có đất sét, đất sét bây giờ muốn có thì phải đi farm thêm rồi. Nhưng mà mình sẽ test với phần đất trước đây, mình sẽ để nó tạm đây đây. Đất đất thì bỏ trong cái ruộng thuốc ở trong này các bạn. Đây lấy đất ra, với lại lấy đá ra luôn các bạn. Đá thì ở đây, đây đá này các bạn, lấy ra luôn để sử dụng, bỏ lên trên người của nó xem coi nó chế tạo cho mình ra làm sao đây. Mình chỉ biết thông tin là nó có thể biến đất với lại đá bạn, với lại đất sét á, trở thành những cái này nè, 100 cái các bạn. Chế tạo thử một cái thôi nha. Rồi cái này là sắt nè, 12 sắt các bạn, 12 đá sẽ bằng được một sắt đúng không? Để xem coi đơn vị của nó tính là một. Rồi chế tạo cũng khá là lâu ha. Rồi quất một nhiều nhiều chút đi. Là bây giờ thì đất của mình sẽ có giá trị sử dụng cho mục đích là cho mấy con này các bạn. Đó, nó sẽ chế tạo cho mình. Để chờ đợi xem coi nó sẽ lên được đơn vị là bao nhiêu ha. Một lần chế tạo nha. Một lần chế tạo chỉ được một thôi các bạn. Ok, cứ để từ từ cho nó chế tạo đi. Bảo chúa thì từ từ mình sẽ tính với nó sao đây. Còn con này để test thử cái đã. Con này thì có sẵn yên luôn các bạn. Đây, ngon lành liền. Lên liền. Ui. Các bạn nhìn nó giống con cừu con lân ghê ha. Nhìn nó cu te ghê luôn á. Nó chạy kìa. Giống giống một phần của sư tử nữa. Đó, nhảy được không? Ôi nhảy được luôn nè. Ôi. chuột phải của nó thì coi gì. Ôi. Nó làm cái gì đó hiệu ứng lửa các bạn. Nhưng mà hồi lâu quá à. Chưa hồi. Từ từ đã. Chỗ này là chỗ mình farm cát nè. Rồi tìm con nào đó để chiến đấu cái đã. Đầy 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 phía bên đầy luôn nha. Đánh thử coi được level đầu tiên này đánh được bao nhiêu đam. Đây 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 có con này nè. Để mình thử chiêu chuột phải cái. Chiêu chuột phải được con trăm mấy đam vậy. Chuột phải nó làm cho cái con này có cái búp gì đó các bạn, không rõ lắm nhưng mà nó hồi chiêu rất là chậm. Cắn một cái nha. Sử dụng chiêu chuột phải. Đó kìa, được có 160 mấy đam thôi, trong khi đánh thường thì lại rất là mạnh. Chiêu chỉ C của nó thì không có chiêu, chỉ C nó không có chiêu, nó chỉ có đánh thường với lại chuột phải thôi các bạn. Nhìn nó cũng cute ha, đam của nó thì không được cao lắm đâu. Con này chắc là sử dụng cho mục đích trang trí là đẹp các bạn. Nhìn nó cute ghê luôn á. Đây. Có hàm răng nhìn ghê quá ha. Ok. Đúng kiểu con cừu luôn các bạn, hay còn gọi là con lân á. Mình sẽ thử sử dụng chính xác cái chiêu chuột phải vào trong cái người của con này thử coi. Đây, đánh thường con cái nha. Chuột phải nè. Kiểu như giống nó bị cái búp quẩn lọn các bạn, nó bỏ đi ha. Nó bị cái hiệu ứng màu tím tím ở trên người của nó, cái đầu nó bỏ đi. Bởi chiêu đó thì hồi phục lâu lắm. Là con này thì buồn buồn cười cho vui cũng được. Nói chung là mang tính chất trang trí là chính các bạn. Còn công dụng của nó thì không có công dụng gì nhiều ha. Chỉ có con Honey Dragon là một trong những con mà mình cần thiết có ít cho sau này của mình, không cần phải đi đào cấp bơ quá nhiều các bạn. Con này thì tạm thời để nó phía bên ngoài nha, mình sẽ sắp xếp nó lại vào trong cái chuồng khủng long của mình sau đây. Còn con này thì test thử trước cái đã. Ai khả năng gấp của nó luôn, hồi nãy mình thấy là nó có chiêu chuột phải nè. Đó, để gấp nè, gấp đó, gấp được nè các bạn. Cắn được luôn. Hoài gấp lên và cắn các bạn, giống như em chim đeo luôn ha, cũng như là giống với con rồng nè, có thể gấp được những con nhỏ nhỏ lên đó, đập một phát gấp những con nhỏ nhỏ. Mấy con thỏ chắc là gấp được. Thỏ thì gấp cũng được luôn này các bạn. Còn cái con khủng long ba sừng thì sao? Khủng long ba sừng thì gấp không được. Đánh một phát khủng long ba sừng đi luôn á. Con này là gọi là con điểu sơn đi ha. Con này thì mình nghĩ chắc là cho nó ở phía bên trên bạn, sau này xây dựng lầu á, xây dựng tầng ở phía bên trên á, mình sẽ để nó trên này là hợp lý luôn, chẳng ngay chính giữa này nè. Ok chưa? Đó. Để nó phía bên trên đó. Ở đây 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 các bạn. Ok, trang bị cái yên cho nó nha, cộng cho nó không, từ từ là cộng. Đây là câu mặc định để bạn chưa cộng đam vào. Ui, nó đi nhanh nè. Wow, một hit 500 mấy đam, chưa cộng gì hết luôn các bạn. Và mình cảm giác cưỡi con này đi rất là nhanh, với lại nó còn cơ động nữa các bạn. Khả năng xây đầu của nó nhìn cũng rất là cơ động ha. Cơ động chứ không phải đù đù giống như bên ARK. Bên ARK thì mặc định của nó đi chậm lắm. Còn bên đây thì chỉ là chiêu gầm nè. Chiêu C thì không có chiêu chữ C bạn, chỉ có chiêu gầm thôi ha. Chiêu gầm là chiêu chuột phải với lại đánh thường thôi. Đó. Ok, ngon lành luôn. Máu của nó thì trâu sẵn đó bạn, cho nên là cộng đam cho nó đi ha. Ok, bơm hết vào phần đam luôn các bạn.
trong này không được phép cộng tốc độ, cho nên là mình sẽ cộng vào phần đam các bạn, dồn vô đam luôn. Đấy, cắn một phát rồi lên 600 mấy đam này nè. Gầm thử coi. Sợ chưa, sợ chưa? Có vẻ như nó không sợ bạn ơi. Không sợ nè. Rồi, bây giờ thì con này nó bự quá, bây giờ không biết để nó ở đâu nè. Trong cái chuồng khủng long của mình các bạn. Để mình đưa nó vô thử nha. À, quan trọng là có đi lọt cái cửa này không nữa nè. Cái cửa này nhìn nhỏ nhỏ quá vậy. Oh my god. Đi lọt luôn kìa. Ok ok, được được được, lọt luôn. Bây giờ để nó ở đâu đây? Ây da, nó làm cho một cục nữa kìa. À, chắc là để nó phía bên này đó bạn. Ui, hồi nãy đâu có cỏ đâu mà bây giờ mọc cỏ tùm lum hết vậy. Cái phần đá kìa các bạn, nó mọc cỏ lên được kìa. Để lâu quá nó mọc cỏ lên ha. Chắc là để trong góc này đi. Ừ, để trong góc này thì nó lại lòi cái đuôi ra phía bên ngoài, nhìn nó cũng kỳ ha. Chắc là để cho nó nằm ngay cái cửa này nè, đó. Cho nó canh cửa các bạn. Cho nó nằm ngay ngay cái cửa này một chút. Cái đuôi nó không lòi ra phía bên ngoài là được. Đó. Sau đây mình sẽ có hai con bạo chúa hai bên các bạn, để canh giữ cái cửa phía bên đây á. Rồi nó thì được level 91 luôn. Thịt trong người của nó thì nhiều rồi, cho nên là từ từ nó sẽ ăn và hồi phục máu lại thôi. Ngon lành luôn các bạn, để ở trong đó ha. Sau này có thêm một con nữa mình sẽ để phía bên kia. Còn phía bên dưới này các bạn, mình sẽ tìm cách làm sao mình đưa được nước vô trong này, mình đổ đầy vô trong cái hồ này. Mình sẽ bắt thêm hai con cá sấu nữa các bạn, mình để bên đây một con, phía bên đây một con để trang trí cho cái phần ở phía bên dưới. Còn con rồng thì rất là tiếc là chưa có con thứ hai. Và ở phía bên ngoài này thì em này hả, em này thì dễ đó bạn, nó nhỏ nhỏ cho nên là dễ lắm, để nó đâu cũng được mà, để nó phía bên đây cũng được nè. Đó, ok, ngon lành luôn. Rồi cái con Honey Dragon chắc là mình sẽ để ở phía bên ngoài đi, để mỗi lần mình cần các bạn, mình chế tạo á thì mình sẽ sử dụng nó chế tạo cho nhanh hơn ha. Ngay trong này thì rồi chế tạo hơi chậm luôn á, hơi lâu luôn á, nhưng được cái là tự động bạn, cứ để đây thôi là nó sẽ tự chế tạo thôi. Đây, như vậy là trong tập ngày hôm nay đó bạn, thì mình có một chuyến qua bên cái khu vực vùng đất màu vàng màu cam, mình bắt về được cho mình rất là nhiều khủng long đó, có cả con điểu sư các bạn, khủng long bạo chúa rất là mạnh luôn nè, nhìn đã ha. Và ở đây hồi nãy đó bạn, mình sử dụng cái đá này bạn, nó đâu có cỏ đâu, bây giờ nó mọc cỏ lên nè. Oh, hay ha, để lâu nó cũng mọc cỏ lên. Vậy là khu vực này của mình sắp tới đó bạn, nó kiểu như nó sẽ rất là tự nhiên luôn á, giống như cái phần đất này nè. Đất này là sử dụng đất bình thường á, đặt xuống sau đó thì lâu cái nó mọc cỏ lên nè. Không biết là sau này có, ui nó mọc được cây berry trong này nữa nè. Ồ, sau này không biết có mọc lên mấy cây để lấy gỗ không ha. Nếu mà mọc lên mấy cây để lấy gỗ trong này nữa thì đẹp lắm luôn á. Ngon ngon nha, kiểu như nó tự nhiên trong này các bạn sẽ trở nên đẹp hơn nha. Rồi, còn bây giờ thì do thời lượng video của tập ngày hôm nay các bạn cũng khá là dài rồi, cho nên là mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích cái phần trên này của mình cũng như những chuyến đi săn bắt khủng long thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những cái video tiếp theo cho các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.